Tiếp tục diễn biến bộ phim Đấu Phá Thương Khung phần 5, sau khi đã thu xếp xong mọi chuyện, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên và Hần Lằn khởi hành đến Trung Châu. Nhưng Trung Châu lại cách quá xa, phi hành tỷ năm chắc mới tới nơi, cho nên phải dùng cách di chuyển khác là đi qua không gian chủng động. Điểm dùng sức mạnh không gian tinh diệu để kết nối hai không gian, áp súc khoảng cách giữa hai nơi, chỉ có cường giả đấu tôn trở lên mới có thể tạo ra không gian chủng động, từ đó trở thành nơi quan trọng để dịch chuyển qua nơi khác trên đấu khí đại lục. Nơi có không gian chủng động gần nhất là Thiên Nhai Thành. Ngồi thuyền đã lâu mà vẫn chưa tới nơi nên Tử Nghiên cực kỳ chán nản, trên miệng liên tục kêu đói bụng, chân tay thì dãy đành đạch. Hàn Lam đưa cho hắn một cái bản đồ của Trung Châu, hầu hết cường giả đều tập trung ở đây, sự phân bố thế lực phức tạp. Thế lực nhân loại cơ bản chia làm Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông Tam Cốc, Tứ Phương Các. Nhất Điện chính là Hồn Điện, lãnh điện nằm ở hồn giới. Thế lực sánh ngang với Hồn Điện là Đan Tháp, thậm chí ngay cả Đan Tháp cũng có phần e ngại Hồn Điện. Nhị Tông lần lượt là Thiên Minh Tông và Hoa Tông, Tam Cốc lần lượt là Lưu Hà Cốc, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Hắn từng nghe nói đến Phần Viêm Cốc, bộ đấu kỹ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là thuộc về Phần Viêm Cốc. Từ các lần lượt là Tình Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàn Tuyền Các, Phong Lôi Các. Vừa vạn trùng hợp là bốn các này lại phân bố ở bốn góc Trung Châu, thực lực được xếp hạng nổi bật. Đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động mà hắn tu luyện là thân pháp hàng đầu của Phong Lôi Các, hành sự ở Trung Châu phải tuyệt đối cẩn thận. Cho dù là giết một con ma thú thì cũng phải biết rõ thế lực sau lưng nó mới được. Sau nhiều thời gian di chuyển thì bốn người cũng đến nơi. Điều không ngờ được là xung quanh có đến vài trăm cái phi thuyền, không hổ là thành số một ở khu vực này. Tất cả phi thuyền đều dừng lại, chỉ riêng thuyền của Tiêu Viêm là còn di chuyển. Đột nhiên có một đám cường giả xuất hiện chặn đường. Tiêu Viêm cũng xin lỗi vì mình mới đến, chưa hiểu rõ quy củ ra sao. Lời vừa nói xong, liền bị đám người bên kia khinh thường, cho rằng hắn chưa trải sự đời, đồ nhà quê vào thành phải dạy dỗ một trận. Theo quy củ thì dưới đấu hoàng phải xếp hàng chờ đợi đến lượt, từ đấu hoàng trở lên mới có tư cách ưu tiên tiến vào, không muốn xếp hàng thì đưa tiền hối lộ ra. Tiêu Viêm đáp trả những lời này bằng cách bạo phát đấu khí trần nhiếp. Chưa để cho mấy tên này hết bất ngờ thì Tiểu Y Tiên đã phóng xuất đấu khí đánh cho cả đám lùi về sau mấy chục mét. Tên cầm đầu sợ tái mặt, lão lập tức đổi giọng điệu ngoan ngoãn, đồng thời cho biết không gian đang tạm đóng cửa để sửa chữa. Sau khi sửa xong sẽ lập tức thông báo cho hắn, hắn có thể ở tạm trong thành vài hôm để chờ đợi. Ngoài ra lão tổ của bọn họ cũng đang mời các cường giả đấu tông đến giúp sức sửa chữa không gian chủng động, thù lao đầy đủ cả. Tiêu Viêm không trả lời vấn đề này, việc trước tiên hắn quan tâm là đi vào thành mua đồ đạc tiếp tế. Bên trong thành bày bán rất nhiều đồ vật, Tử Nghiên cứ nhìn thấy bảo vật thì lại khoái chí nhìn ngắm. Đột nhiên vào lúc này, một cô gái cưỡi ma thú xuất hiện. Cô ta ngang nhiên điều khiển ma thú đi khắp đường phố, phá hoại nhà cửa và gây rối công cộng. Người dân trong thành vô cùng bất bình vì thành này sắp không được yên rồi. Ma thú lao về phía Tiêu Viêm, thấy hắn không chịu tranh né. Cô ta liền lên tiếng yêu cầu hắn cút ra chỗ khác, cho ngoan thì không chặn đường. Lời lẽ ngông cuồng này làm cho Tiêu Viêm cũng bực mình, thế là hắn chẳng nề nang gì nữa. Hắn bạo phát sức mạnh, đánh cho cô nàng bướng bỉnh nằm xuống đường. Người xung quanh thấy vậy cũng lo lắng thay cho Tiêu Viêm, vậy mà tiểu tử này lại dám đắc tội với tiểu ma nữ đó, ai gặp được thì người đó xui xẻo. Cô ta ôm theo cục tức đứng dậy uy hiếp. Tiêu Viêm mỉa mai ngược lại, hắn là đang dạy dỗ thay cho trưởng bối của cô mà thôi. Cô ta lập tức thốt ra một tràng lời lẽ khó nghe, còn yêu cầu Tiêu Viêm nếu thức thời thì lập tức dập đầu nhận tội, không thì gia gia của cô sẽ không tha cho đâu. Đáp lại lời hống hách này, Tiêu Y Tiên trực tiếp dùng tay tác động vật lý vào mặt đối phương. Thấy cô ta vẫn còn dám phách lối, Tiêu Y Tiên tiếp tục lặp lại hành động một lần nữa. Người xung quanh thấy chuyện này liền hả dạ, tiểu ma nữ ăn quả đáng rồi. Cuối cùng cũng có thể cho nữ ma đầu này một bài học. Cô gái này là đại tiểu thư của La Gia. La Gia là người sở hữu không gian chủng động, lão tổ La Gia có thực lực ở khoảng ngũ tinh đấu tông. La tiểu thư tức điên tiết, tự nhủ lòng mình rằng nhất định phải để Gia Gia chặt từng ngón tay của Tiểu Y Tiên xuống. Đúng vào lúc này, một cỗ sức mạnh đột nhiên ập đến, trấn áp đám người Tiêu Viêm lại. Kẻ làm chuyện này chính là lão tổ La Gia. Ngay sau đó là rất nhiều thân ảnh khác xuất hiện bao vây tứ phía. La tiểu thư lập tức đổi giọng yếu đuối, tỏ vẻ mình là người bị hại, mong Gia Gia làm chủ cho mình. Lão ta cũng lên tiếng ủy hiếp, dám đánh người của bọn họ trong Thiên Nhai Thành chính là đang vả vào mặt của bọn họ, gan đúng là không nhỏ. Vừa dứt lời liền có rất nhiều tu sĩ cầm kiếm lao lên tấn công. Sự có mặt của bọn họ cũng chỉ làm màu mè cho đông vui mà thôi, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Tiểu Y Tiên trấn áp. Nàng đi lên mặt đối mặt với lão tổ La Gia rồi buông lời mỉa mai ngược lại.
Lão giật mình sau khi biết thực lực của Tiêu Y Tiên không kém hơn mình, thậm chí một cô bé bộ dạng 10 tuổi đã có thực lực phi phàm. Thế là lão ta bắt đầu cân nhắc, lỡ như phía sau bọn họ là một thế lực khổng lồ thì cưỡng ép giao thủ sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Lão ta nhanh chóng hạ giọng xuống nói chuyện, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, coi sự việc này là hiểu lầm. Thấy ra ra mình lại nhún nhường trước đám người Tiêu Viêm, là đại tiểu thư dùng không cam chịu thì vẫn bị hộ vệ cưỡng ép mang về nhà. Tiêu Viêm không nói lời nào, hắn lập tức quay người rời đi. Lão tổ chủ động đi xuống bắt chuyện, lão ta cũng đoán ra được việc nhóm người Tiêu Viêm lần này đến đây là vì không gian trùng động nên mời Tiêu Y Tiên hỗ trợ. Thu lao thì sau khi hỏi lại không thể nhắc đến, lão lấy lý do là sau khi sửa chữa xong thì nhóm người Tiêu Viêm sẽ đi thuận lợi hơn. Tiêu Viêm không muốn để cho lão lợi dụng nên không nói câu nào liền quay xe. Lão ta lại cho biết ngàn dặm xung quanh nơi này không có không gian trùng động thứ hai đâu. Tuy nhiên Tiêu Viêm vẫn một mực bước đi, hai bên đều muốn mặc cả, ai cứng rắn hơn thì thắng. Sau thoáng chốc suy nghĩ, lão tổ cũng đưa ra thù lao là một viên ma hạch cấp 7. Tiêu Viêm cũng đồng tâm, đã vậy lão ta lại có một viên ma hạch cấp 6 của thiên độc hạt long thú. Đúng loại mà hắn cần, chỉ là thấp hơn một sai mà thôi. Tuy không đạt được yêu cầu nhưng mà cũng chấp nhận được. Có được nó rồi, bọn họ sẽ có thêm một phương án dự phòng. Bài này chính là trận pháp khống chế không gian trùng động, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Lão tổ La Gia cũng mời đến hai vị cường giả khác là Hàn Thị Nhị Lão. Sau khi biết Tiêu Y Tiên được mời đến đây để hỗ trợ thì bọn họ lập tức khinh thường. Tự nhiên cũng tỏ thái độ ngược lại. Bị một cô bé mỉa mai như vậy, bọn lão cũng giận tím mặt. Sau khi biết thực lực của Tiêu Y Tiên thì mới há mồm ngạc nhiên. Mọi người nhanh chóng đi vào vị trí, bốn người trấn thủ bốn góc trận pháp, sau đó cùng nhau rót lực lượng không gian vào trong viên ngọc trước mặt. Sức mạnh từ viên ngọc truyền vào mắt trận ở trung tâm trận pháp. Quá trình tu sửa mất khá nhiều thời gian mà đầu khí lại tiêu hao quá nhanh. Hai lão già Hàn Thị cảm thấy bất an, còn tiếp tục như vậy e rằng sẽ tổn thương tới bản nguyên, mà chút thù lao đó không đáng để bọn họ đánh đổi lớn như vậy. Thế là bọn họ cố ý giảm sức mạnh lại. Hành động này làm cho trận pháp mất cân bằng. Viên ngọc lập tức nứt vỡ, chấn bay hai lão già vào vách tường. Đến đây thì trận pháp hoàn toàn mất khống chế. Mắt trận bị nổ, lực lượng không gian nhanh chóng tràn ra bao vây khu vực xung quanh. Một cái hố đen xuất hiện hút mọi thứ vào bên trong. Hai lão già Hàn Thị không may bị hút đi, suýt chút nữa về đất mẹ. Ngay sau đó, Hân Lam, Tiêu Viêm và Tử Nghiền cũng bị cuốn đi. Tiêu Y Tiên vội lao tới chỗ pháp trận rồi liều mạng truyền sức mạnh vào trong đó nhằm khôi phục lại mắt trận. Cuối cùng thì cũng khôi phục lại được như cũ. Ba người Tiêu Viêm may mắn giữ lại được một cái mạng. Sau chuyện này, là lão tổ vô cùng cảm kích. Lão thoải mái đưa thù lao cho Tiêu Viêm, đồng thời còn tặng cho hắn một chiến thuyền không gian. Thuyền này có thể ổn định di chuyển qua không gian trùng động. Mọi việc ở đây đã xong. Tiêu Viêm không muốn ở lại thêm nữa nên cáo từ rồi lên thuyền rời đi. Hành trình tiến về Trung Châu chính thức bắt đầu.